Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân ký quyết định về việc cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 5 huyện thị xã, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Điều 1, cách ly xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 5 huyện thị xã, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau. Các nội dung thực hiện cách ly xã hội. 1. Thực hiện nghiêm vì cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của chỉ thị số 16 CTTTG, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa dịch vụ thiết yếu khác, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở nêu tại điểm 2, mục 1, 1 của quyết định này. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m. 2. Nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh tang lễ được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo quy định khuyến cáo của cơ quan y tế yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc giao tiếp, tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động, tổ chức quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động nếu có đến nơi làm việc, bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải dừng ngay hoạt động. 3. Tạm dừng các hoạt động giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm triển lãm, ghi lễ tôn giáo, các khu điểm du lịch, khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và đón mới khách du lịch bãi tắm biển. 4. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe chở người cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, xe chuyên chở hàng hóa tại điểm 2.1.1 quyết định này, hạn chế đến mức tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. 5. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phạm vi áp dụng tại 5 huyện, thị xã, Điệp Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thời gian áp dụng bắt đầu 0 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2020. Điều 2 giao chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã điện bàn đại lộc duy xuyên quế sơn và thăng bình chỉ đạo các ngành chức năng và ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không chấp hành điều 3. tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã điện bàn đại lộc duy xuyên quế sơn và thăng bình chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn thuộc các huyện thị xã nêu trên và các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân liên quan nêu tại điều một căn cứ quyết định thi hành